Vâng, chào các bác. Hôm nay em Toàn Thắng đại diện cho shop Hoàng Nhật lại lên sóng giới thiệu và test cho một bác khách đây. Một bác khách này là nhờ nhà em vệ sinh máy, một chiếc máy lọc nước Parasonic TKHS90 các bác nhé. Con này 7 tấm điện cực, hình nó hình trụ các bạn. Nhìn trông dáng dấp nó cũng rất là sang trọng. Thì hôm nay em sẽ test, sau khi vệ sinh em sẽ test cho các bác ấy. Đây, con này nó hiển thị dòng chảy các bác nhé. Đây em sẽ để mức dòng chảy khoảng tầm 1,8 đến 1,9 ạ. Đây là nước trung tính các bác này. Em để 1,8 này. Mức kiềm mức 1. Đây con này nó có hiển thị đèn báo kiềm. Kiềm mức 1 là chỉ số đây, các bác nhìn dòng chảy là 1,8 lít. Đây em cho chỉ số pH và ORB ra thì cho nó dễ các bác nhé. Mức 1 là kiềm 8,5. Mức 2 là kiềm 9,5 các bác nhé. Mức 2 là kia nước kiềm 9,0. Mức 3 là kiềm 9,5. 9,5 thì chỉ số ORB của nó đang là 290, đây 370, nó phụ thuộc vào dòng chảy các bác này. Và kiềm 10,0. Con này nó lấy được 10,0 và 10,5 các bác nhé. Đấy, 10,0 chỉ số ORB 670 có độ pH 10,0. 10,5 thì chúng ta cho ra độ ORB chỉ số âm chống lão hóa lên tới 760 các bác nhé. Và nước axit này, axit thì chúng ta khi lấy axit thì đèn nó sẽ báo kêu tít tít, chúng ta nếu mà không muốn kêu thì sẽ ấn vào nút này. Axit là biểu tượng của nước sát khuẩn và nước tẩy trang làm đẹp. Đây em sẽ thử cho các bác. Axit nó sẽ có màu vàng, đây là nước trung tính nha em này. Kiềm mức 1 này, kiềm mức 2 này, kiềm mức 3 này, 10 chấm này, 10,5. Đấy, con này ra nước rất là đẹp các bác nhé. Ra nước rất là đẹp. Chỉ số độ pH rất là chuẩn luôn đấy ạ. Đấy, bác nào muốn làm vệ sinh máy lọc nước Yong Kiềm hãy điện thoại gửi đến địa chỉ nhé em. Thì em sẽ làm cái con này lõi lọc còn 10.307 lít các bác nhé. Bọn em sẽ làm chi tiết sạch sẽ và cặn kẽ từng những cái nhỏ nhất cho các bác để các bác sử dụng được những chiếc máy lọc nước Yong Kiềm tối ưu cho gia đình mình hiệu quả nhất. Và nếu bác nào muốn sắm những chiếc máy lọc nước Yong Kiềm với tài chính từ ít tiền từ 4-5 triệu đến 4-50 triệu thì alo nhấc máy cho em sẽ gửi cho các bác tất cả những cái chi tiết và từng con máy khi các bác đã đặt hàng thì em sẽ quay tấm điện phân và công công việc vệ sinh và đến lắp đặt tận nơi các bác phải gửi tiền các bác nhé. Đặc biệt bên nhà em là lắp đặt tận nơi cho các bác phải gửi tiền, nếu bác nào xa thì em sẽ hướng dẫn lắp đặt và trừ tiền lắp đặt cho các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ để ủng hộ shop nhà em ạ.